Bạn gieo nhân thiện cho nhiều đi, rồi sẽ chỗ quả thiện đến với bạn thôi. Hiểu không? Còn bạn gieo nhân thiện mà bây giờ quả thiện chưa đến với bạn là do vì cái nghiệp chướng của bạn còn nặng quá, mà cái thiện này nó chưa đột phá ra được. Giống như con gà đang còn nằm trong trứng, nó chưa có đủ sức để mổ cái trứng để chui ra, thì cái thiện của bạn làm nó chưa đủ công phá ra khỏi cái nghiệp. Nên bạn cứ cố gắng mà gieo nhân thiện đi. Bạn đừng bao giờ nói tôi gieo nhân thiện nhiều rồi mà tại sao tôi chưa thấy cảm ứng. Bạn hãy chăng thật làm đi, đừng nghĩ tới cảm ứng, tự có cảm ứng, tự có cảm ứng liền, đúng không? Các vị thấy chùa mình tổ chức chưa? Như hồi tối vị thấy không? Rõ ràng chưa? Hồi trưa nè, thấy rõ chưa? Vị thấy không? Gì mà trùng hợp nhiều dữ vậy? Nó tự nhiên vừa giải xong búp cúp điện, thấy không? Thì ai biết lúc nào nó làm sao thì kệ, cái gì cũng Phật sắp xếp. Nhưng mà mình thấy có nhiều cái nó hay. Xong rồi vừa xong hết trơn, quý vị về mưa ào ào, thấy chưa? Như hồi tối khi những đức đi trên đoạn đường về mưa quá trời, quý vị thì thấy không? Nó có nhiều cái mà mình thấy đặc sắc lắm, thì mình cứ nói là Phật sắp xếp đi, mình niệm Phật mà. Đó, nên nhớ câu này nè, niệm Phật có Phật sắp xếp. Bạn chân thật bạn niệm Phật đi, như cái cô nghịch duyên đó, thấy chưa? Người ta nghịch duyên mà người ta lo, người ta niệm Phật, cuối cùng Phật báo cho người ta ngày giờ giảng sanh đó, thấy chưa? Niệm Phật có Phật sắp xếp, yên tâm đi, thằng chồng nó có cản được đâu mà sợ. Trời ơi, quý vị mà tính nguyện niệm Phật mà kiên cố rồi, những cái cảnh giới dữ hơn chồng mình gấp 1000 lần còn đụng không được kìa. Chứ đừng có nói chi mà chồng, vợ, con. Quý vị cứ chăng thật niệm Phật, quý vị tin bổ nguyện niệm Phật đi, quý vị tin có Phật sắp xếp, đừng có lo. Cứ chăng thật mà niệm Phật đi, cứ bình tĩnh mà niệm Phật, yên tâm mà niệm Phật, rồi tự nhiên mọi việc gì cũng sẽ tốt hết trơn. Nè, có cái cô kia mà cổ đang gần gũi đây, cổ tu được, mà cổ với chồng cổ ngày xưa xa nhau. Rồi xong cái đầu chồng nó nói mà xa lâu rồi, chồng nó nói là thôi bây giờ về đi bà mẹ, bây giờ bà cho cắt cái cốc cái bên tu, rồi ở nhà lo gia đình, rồi qua cái cốc đó tu. Những đức nói đừng có dại, tổ tàu mình đang đi chùa được bình yên, mình đang đi niệm Phật đồ ngon lành, mình đã xa cù lôi đó được rồi. Bây giờ nếu còn duyên với cái cù lôi đó thì mày có gì mày lên đây với tao, đúng không? Nó ngon hơn. Còn mình về là mình đi vô cái ổ của người ta. Lúc đó mình đã vô chồng rồi thì cái việc người ta muốn sao mình phải nghe gì. Thế của người ta nó lớn hơn mình, quý vị hiểu không? Giống như giờ quý vị ngồi trong đây, ai cũng là người tu, ai dám nhào vô đụng quý vị. Nhưng mà mình vô cái thế xã hội thì mình phải lo im điềm mình tu. Cái thế người ta nó mạnh hơn. Nó cái đó là quý vị phải khôn đó. Tại vì mình đã xa chồng lâu quá rồi, mà mình được ở đây mình tu yên rồi. Mà vậy bây giờ họ nói bây giờ về nhà lo ở nhà đi, họ cắt cái cốc cái bên cho mình, rảnh mình qua đó mình tu. Chưa chắc. Mình về một cái rồi là cái gì cũng đó, nó rõ ràng hết trơn rồi. Cái gì nó cũng dính vô hết trơn, nó không cho mình tu mình chịu chứ sao. Cuối cùng lâu ngày mắc đạo tâm mình luôn. Trời ơi dại quá. Còn nếu như thằng chồng mình nó thương mình quá, thương nghe, nó sẽ theo mình. Mình là người tu làm sao mà cho người ta chạy theo mình á. Mình luôn luôn mình làm chủ chính mình gây dựng mình để người ta đi theo mình nó hay hơn. Còn người ta không theo mình thì mình đi một mình dễ đi hơn. Trời ơi, hơi sức nào mà phan duyên, hiểu không? Thì nghe cái này nó đặc sắc không? Nó cởi mở nhiều cái hay lắm quý vị. Chừng nào người thân mình được độ, có số phận sẵn rồi, yên tâm. Trời ơi, không phải là mình làm được đâu, mà nhân quả chừng nào đến thì người ta sẽ đến à. Còn mình chỉ là tăng thượng duyên. Chừng nào người ta cầu cạnh mình quá, mình nâng nhẹ cái là mình đẩy nó vô trong Phật pháp. Còn người ta không cần mình mà mình đi mà mình nài nỉ ta làm gì. Mình chỉ làm cho tăng thượng duyên bằng cách nào? Nhìn mình mà tăng thượng duyên. Nhìn mình tu hành an lạc, tự tại, vui vẻ. Nó không tu kệ. Giống như mình cầm một cái bánh ngon mình ăn, mình ban đầu mình đưa cho cái người bạn kế bên đó, nó tao không ăn, nó không ăn thôi, mày làm dữ vậy mày. Sau mình cầm cái bánh mình nhâm nhi,
Công nhận bánh ngon ghê á trời. Ăn bánh ngon quá. Uống miếng nước kìa. Ngon quá, uống miếng nước à. Thấy chưa? Thì nó thấy mình ăn ngon quá. Chừng nào nó lỡ nó xin. Nó gì? Chúng mình đâu ăn được xin gì. Không cho miếng đi mà. Mặt tội nghiệp quá, nè cho mày miếng nè. Nó xin. Mình cho. Đó là đủ duyên rồi đó quý vị. Hiểu không? Nên mình mà người nghe Phật pháp gì nè, tin sâu nhân quả là đặc sắc đó quý vị ơi. Nên nó phát tâm niệm Phật ăn chay, duy trì mình cho đặc biệt, duy trì cái niềm vui của trong lòng mình á. Đừng có buồn giận ai để trong tâm. Quý vị mà làm như vậy là vì độ người thân hết trơn, độ người thân sạch nhất đến luôn. Mà khi quý vị vui nghe, quý vị tự tại nghe, quý vị nhiều cái bị buông xuống được nghe trong gia đình nghe, rồi tự nhiên nó theo tò tò với quý vị vậy đó. Còn cái gì mình cũng nắm giữ cho nó không có theo mình đâu. Nó lạ kỳ vậy đó. Nên từ nơi đó mà quý vị nghe gì rồi thông cái tâm quý vị nhẹ nhàng vậy lắm. Phải tin sâu nhân quả, đừng có đòi hỏi cái cảnh giới cuộc đời này mà công bằng. Đòi hỏi công bằng là phiền não đó. Thì bây giờ mình thương người ta, mình đối xử hết lòng hết dạ đi, người ta gạt mình hay là người ta dụ dỗ mình vì cái chuyện đó là bản thân mình tin sâu nhân quả. Mình đâu có mê, mình đâu có ngu trong đó đâu mà mình sợ. Mình biết nhân quả mình đâu có sợ. Hiểu không? Mình sống bằng cả trái tim. Sống bằng cả trái tim vậy được rồi. Bây giờ người ta gạt gẫm mình, người ta chịu chứ. Mình đâu có mê trong đó đâu mà sợ. Hiểu không? Đó, giống như bây giờ người ta nói bao nhiêu lời đường mặt, người ta thương yêu quá trời, nhưng mà một ngày nào người ta bỏ mình, người ta đi có vợ khác, thôi sao không? Nó nên từ nơi đó. Bây giờ người ta bỏ rồi chứ sao lại đi đánh ghen. Nên những đứa khuyên mấy cô nghe, tuyệt đối đừng bao giờ đi đánh ghen nha. Nếu đặt mình vào con nhỏ đó mà mình bị đánh thì mình nghĩ sao? Làm gì đi đánh ghen, tại chồng mình mà chứ đâu phải cái gì cũng tại người ta. Nếu chồng mình nó chung thủy với mình, làm sao nó đi kiếm con nhỏ khác? Nó mà thương mình ai dụ dỗ nó cũng đâu có sao. Nhưng mà nó không chung thủy là do tại thằng chồng mình. Hiểu không? Tại thằng chồng mình nên mình đi đánh người ta là mình có lỗi. Mình đánh nó không đánh thì thôi, đánh nhỏ kia làm gì? Thấy không? Nên từ nơi đó nghe rõ ràng rồi, tuyệt đối cả đời không đi đánh ghen. Từ khi gặp tôi là không đánh ghen nữa. Hiểu không? Đánh ghen quê lắm nghe. Quê lắm. Mà cái quê nhất là mấy bà đi theo đánh ké. Mấy cái bà đánh ké là cái bà vô duyên. Cái chuyện của người ta mà nhận đánh ké vô duyên vô dùng. Mà lỡ gặp con nhỏ kia nó có vỏ nữa, trời là trời, lỡ đánh nó không ngờ bị nó đánh ngược lại. Hai ba bà đi nằm bệnh viện hết trơn. Cuối cùng thì cái người ta bác sĩ hỏi cái bà này vì sao bị vô nằm bệnh viện. Nói là bà này chồng bà nó có con khác, bà đi đánh bị con nhỏ kia đánh lỡ bà đi nằm bệnh viện. À thôi kệ, tội nghiệp bà đi đánh cái chuyện của chồng bà. Còn ba bà này sao mà bị nằm bệnh viện. Tôi đánh ké, cái thời vô duyên. Hai ba bà là vô duyên nhất. Cái chuyện của người ta thì để người ta xử lý, bà nhào vô bà đánh ké làm gì. Thôi bà đi về luôn đi, khỏi trị bệnh bà luôn. Tào lao, thấy chưa, tào lao. Nhớ nghe, nghe cái chỗ này mới thấy là mà mới thấy mình khôn. Hiểu không? Nên mình là người nghe đạo biết đạo, tuyệt đối không có làm mai cho ai chứ. Người ta yêu thương đụng có làm may tầm bậy tầm bạ nghe mấy bà. Nhiều chuyện nhiều điều tầm bậy, tự nhiên đi gài độ cho người ta, làm may cho người ta, cuối cùng nó mang cái bụng trình bình nó đi kiếm mình. Tại bả làm may mà tôi bị gì nè. Nên ta nói cái câu đó, ở đời có bốn cái ngu: làm may, lãnh nợ, gác khu cầm chầu. Đừng làm may làm mối tầm bậy nghe. Cái duyên nợ người ta tự người ta đến. Hiểu không? Như hôm qua con nhỏ Quyền Trang nó đi đến chùa mình được xe duyên. Nhiều duyên của nó lộ bị xe duyên. Thấy không? Bạn nhỏ nó cũng có duyên nha. Nó có duyên. Nên từ nơi đó mà quý vị nghe những điều này nó xác thực ghê không? Nên mình là cũng có con cái, mình không có dính dáng cái chuyện làm mai làm mối với ai chứ, nghe chưa? Ai được không được kệ người ta. Bây giờ người ta được vậy chứ làm mai người ta về mai mốt nó quýnh lộn nhau, nó lôi bà mai ra nó quýnh.
Ồ làm mai cho nó mới về đó sống vui vui, nó đem chai rượu miếng bánh lại nó tặng cho à. Vậy đó mà mai mốt mà nó có cái gì mà không hạnh phúc, nó lỡ nó kỳ tiền mà mai nó chữ sùm tại bà mà tôi khổ, vô duyên chưa nó, đó là gọi là làm chuyện tào lao. Nghe không? Nên mấy bà đi làm mai cho người ta cái này là được nè, làm mai đi tu á, làm mai đi chùa, làm mai đi chùa là mình lạng mình thấy cái tình hình bà này bà khổ quá, mình nói chị, em nói cho chị biết nghe, em mà xưa em khổ không có thua chị đâu, khổ còn hơn chị luôn á, mà giờ chị thấy em nè có khổ gì không? Ừ giờ sao chị thấy em càng ngày càng vui quá trời, sao mà em này em vui dữ với em, đi chùa đó giờ nghe pháp không á mà giờ vui á, chị muốn đi không, chủ nhật này tôi dẫn cho đi, nghe không, nó Du Lan nè, rồi mai mốt Trung Thu tôi dẫn đi một bữa nè, rồi lay quay díu Quan Âm mà tôi dẫn đi, muốn đi không tôi dẫn, nghe không, nay đó, đó đây em dẫn chị đi một lần coi thử coi, lỡ một lần nó nghe cái nó cười quá trời cười, nó cảm ơn chị nghe, đó là mai cái đó có mượn, là mai cho người ta đi tu á, hiểu chưa, đó nên cái đó là quá đúng luôn, đúng không? Nên những đức nói mấy cái bà mà làm trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu đó, mấy cái bà làm cái việc này là cứ làm đi, làm tới đi, mở rộng cái vai trò này ra làm, mấy bà làm xong mà mai mốt mấy bà còn đào tạo thành viên nữa, đào tạo thành viên dẫn đoàn, thế là mở rộng công ty ra. Hiểu chưa? Mấy bà trở thành là một công ty chính, công ty đầu não chính. Còn mấy bà mở công ty con ra, mấy bà cho đàn em đi theo đó, lâu gài đó, mấy đứa nào mà theo lâu lâu đó, mấy bà cho nó cái chi nhánh, bà cho nó cái cổ phần nhỏ nhỏ cho nó quản lý. Anh nói rằng bây giờ cho mày cái cổ phần này nè, mày làm đi, nếu được thì mày lên, còn mày không được thì có gì thì nhập vô với chị bình thường, nghe không, chứ lâu ngày em đi theo chị mà em không có danh phận ở trên tội nghiệp đó. Lâu ngày á mình trở thành công ty lớn nhất, công ty mà gọi là mình bao phủ sống mấy công ty con, phải không? Đó thì vậy coi này, như những đức đi tu đó, hiểu không? Đầu tiên ngày xưa lỡ chùa Hộ Pháp không, vậy mà từ từ phủ sống qua mấy điểm chùa, hiểu không? Thấy rõ ràng chưa? Đó, Phật Pháp phải nhân rộng nha quý vị. Đó, nên mình phải đào tạo cái người kế tiếp, để sau này lỡ mình bệnh đau có người đó nó dẫn đi, mình thấy cái bà này bà có tâm huyết nè, được nè, thấy không? Nó đi tu là phải đi tu tới cùng, phải dẫn đoàn mới lỡ phải chịu tu, chứ mình đừng có đưa cho cái bà dẫn đoàn đến mà đi long nhong ngoài đường. Mình đưa cho bà đó thời gian gã cái đoàn luôn á trời. Nên cái đoàn mà dẫn đi tu là do cái bà trưởng đoàn bà tu, bà vô vô đây bà ngồi bà nghe pháp, chứ bây giờ nó dẫn đoàn đến xong rồi nó ra ngoài trước đi vòng long nhông, nó bấm điện thoại dẫn đi kiểu đó không lên nổi đâu quý vị ơi. Ừ, không có lên đâu đó. Nên phải dẫn đoàn đi tu là phải gặp cái người chịu tu, chịu lễ Phật, chịu lại Quan Âm, tới bờ tới bến là nguyên một cái nhóm đi theo, vì nó tu quá trời tu, chịu tu chứ lắm. Nó nên từ nơi đó mà cái trưởng đoàn là cái đầu kéo mà. Cái việc này làm được đó quý vị, phát tâm làm đi, thù thắng lắm. À, bây giờ ở vùng quê của mình ban đầu mình phải, quý vị thấy không? Hồ, hôm qua mình thấy chưa? Ta khôn ghê. Ta vừa hát xong, tự nhiên nhờ cái anh đó bỏ vô 100 ngàn. Trời ơi, bỏ vô có 100 ngàn mấy bà bỏ theo quá trời. Thấy chưa? Làm tùng á, tại vì đâu có biết cái gì đâu, bỏ vô 100 ngàn thấy là bỏ ngon quá bỏ theo. Thấy ghê chưa? Cái bà thấy chưa? Thì sao? Mình muốn dẫn đoàn đi tu á, thì trước nhất nếu mình có điều kiện, mình thuê đại chiếc xe 50 chỗ, mình cho đi lần, đi không, mình cho đi 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 không đó, đi lần đến chùa nó phái quá, mình dẫn nó vô, mình kiếm chỗ trong đây cho nó ngồi, nó nghe pháp, nó nghe xong nó phái quá. Thì đi xong á, mình nói là cái tháng đó đó đi nữa, bây giờ trong đây ai đăng ký đi nữa, bắt đầu là mới đầu 50 người bè bè mình cũng kiếm được 20, đó là 20 là mình gầy dựng được rồi đó, mình gầy dựng được cái nền đi rồi đó. Từ từ nó kéo 20, nó rủ
Mình kêu 20 người này, mình nói là bây giờ 20 chị em này là phải là đi làm mai. Đi làm mai là mối cái chuyện đi tu. Hiểu không? Là 20 người này nó nhân rộng ra, nó trở thành một cái công ty lớn của khu vực đó luôn đó quý vị. Quý vị mà làm được vậy đi là quý vị là cái công đức quý vị là từ cái đầu não đầu tiên mà chim mồi á. Ghê chưa? Còn nếu như mà cho tiền như hôm qua là cái tội đầu tiên là cái ông cho. Tại vì ông chim mồi không đúng. Vô tình. Vô tình mà có tội. Không có giỡn đâu nghe quý vị. Ừ. Vô tình mà tội của vô tình. Giống như bị chạy xe đạp đi, mới biết chạy mà bị đụng người ta té lăn xuống dưới cái hầm. Bị nói là tôi mới biết chạy. Mới biết chạy thôi mà tôi lỡ đụng. Vì pháp luật người ta đâu có nói bị lỡ, mà bị đụng người ta là bị phải chịu à. Chịu cái án xử lý bị đúng không? Chứ đâu có ai nói bị lỡ đâu. Đó. Nên á, vô tình nhưng có tội. Tội của vô tình. Còn mấy bà mà nghe tôi giảng rồi mà còn làm theo là mấy bà tội nặng hơn nữa. Chết mồ luôn. Thì nói chuyện giỡn chơi. Nhưng mà tội hôm qua thôi, bữa nay qua rồi. Nào xin xó. Lần đầu cũng như lần cuối nghe. Thấy không? Nghe rất là rõ ràng quý vị thấy chưa? Nó nên mình mà mình rủ người ta đi tu là phước lớn dữ lắm nha quý vị. Rủ người ta đi tu cái phước rất là lớn. Rồi mình nghe pháp á, bắt đầu là mình thấy cái bà nào trời sớm khổ mình cho bán chiếc máy nghe pháp. Đổ mồ hôi vô mắt. Mình dẫn cái bà kế bên đi nghe pháp. Thấy không? Đi nghe pháp rồi xong mình tặng bà máy nghe pháp, bà già nào mình tặng. Nhân rộng ra. Thấy không? Cái ở làng quê của mình đặt số máy nghe pháp. Bắt đầu là tiếp tục mình đặt giùm cho một số người. Rồi mình buôn bán tạp hóa đồ này kia đó nghe. Tới Tết đó mình tặng quà cho cái người mà khách hàng lâu cũ á. Mối chính nó mối lớn á. Mỗi năm mình tặng quà bánh trái. Bữa nay mình tặng thêm cái món quà đặc biệt kèm theo mà đừng có để chung với bánh trái nghe. Mà cái vỏ bánh. Rồi mình đưa thêm cái máy nghe pháp, nói chị về cái máy này chị nghe đi, hoặc là cho cha mẹ chị nghe không. Nhân rộng ra. Còn vụ công ty mình có mấy chục nhân viên làm việc đi, Tết nhất tặng lì xì xong cho thêm mỗi đứa cái máy nghe pháp nữa, về cho cha mẹ nó. Thấy không? Có nghĩa là mình nhân rộng Phật pháp ra, nhân rộng ra, nhân rộng ra. Nó rồi ví dụ như mình bán tạp hóa rồi này kia, mấy cái bà đến mua đồ, bắt đầu mình giới thiệu máy nghe pháp từ từ. Bắt đầu mình đem truyền pháp từ cái điểm mình truyền pháp ra, truyền ra, truyền ra, truyền ra. Từ từ với nó thành cái điểm máy nghe pháp nữa. Truyền Phật pháp, phước mình nó lớn. Phước lớn thì thành đạt chứ làm sao? Phước lớn thì thành đạt à. Nhớ cái vụ này nghe. Đó là những đức chỉ bị phương pháp đó, phải không? Ngành nghề nào cũng đem Phật pháp giới thiệu. Ngành nghề nào cũng chân thật đem Phật pháp giới thiệu đi. Đó, nhớ có một câu rất hay nè quý vị. Có những người vì cái ta mà hờn giận nhau đến chết, có nên không? Có đó quý vị, ghê thiệt chứ. Thấy không? Không nên. Nhưng mà lại có con người đó quý vị. Vì giận hờn nhau vì cái ta mà khi đến chết lại hối hận. Như khi vợ chồng mới bị già rồi mà giận nhau. Giận nhau là hờn giận nhau. Rồi đến khi chết rồi lỡ gì nè, ông tha lỗi cho tôi nghe ông. Bây giờ ông chết rồi, nếu ông sống lại tôi tha lỗi cho ông hết. Ông à, ông nghe tôi nói gì không ông? Nó thấy chưa? Bà nghe nói gì không bà? Thấy chưa? Vì cái ta thương nhưng mà lại vì cái ta. Vì một cái gì đó mà tự nhiên bản thân mình cứ giận hoài. Thôi bây giờ nghe pháp rồi nghe quý vị buông ra liền. Buông ra liền nghe. Ở trong chùa kìa rõ ràng kìa. Cái bà này á, bà giận chồng bà thấy ghê luôn. Bà không nhìn mặt ổng luôn. Chị tin không? Khi bà chết, bà chuẩn bị chết, quý vị biết rằng không biết thì sao, kỳ cục cái ghê. Mà lúc bình thường quý vị, ổng không có tìm bà. Không có tìm. Vậy đó mà khi mà bà gần chết, vậy mà ổng tràn vô chỗ chậu. Ở trong chùa nó không,
đang hộ niệm cho bà. Không, vợ tôi phải vô. Không biết sao kỳ cục. Nó trời, sao mấy đứa con nó sao kỳ cục. Thường ngày ổng không bao giờ mà muốn gặp bà, sao bữa nay kỳ cục với ta. Mà ổng chàng vô mà ổng mạnh đi ghê lắm mấy vị ơi. 4-5 người căng ổng lại. Ổng xô văng qua bên kia, ổng nhào vô. Chính mắt những đứa đứng, những đứa quan sát thử. Mình biết cái nhân quả rồi, để cho người trong chùa chặn lại thử đi. Còn mình không có chặn, mình là người hiểu nhân quả mà chặn cái gì. Để thử coi tình hình sao. Cái vị ơi, ổng nhào vô, ổng ôm bà. Mà bà lúc đó bà gì nè. Gần chết á. Mà vậy đó, mà ổng đưa cái mặt vô, cái mặt bà. Mà ổng nói gì nè. Bà đầu anh ấy. Nghe đoạn này nó phê á. Ông đưa cái mặt vô cái mặt bà mà ông nói vậy nè. Bà ở bà đừng trách tôi, bà đừng có chết nghe bà. Mà bà, mà ông càng nói gì thì bà càng. Bà săn hẳn quý vị ơi. Bà săn hẳn, bắt đầu nhà đứa quan sát, đứa bước đến gần, đứa coi thử tình hình sao. Để thí đi, bây giờ cái nghiệp quả của họ để thí nó coi sao. Để nhìn, thấy được một đời người thử coi sao. Thường ngày là hẳn ghê lắm, không bao giờ gặp nhau đâu. Ghê lắm cho mấy đứa con nói. Cha mẹ con không bao giờ gặp nhau, không bao giờ nói chuyện luôn, ghê lắm. Vậy mà khi mà bà còn chết, ổng nhào vô, ổng xô văng người ta ra chứ. Ổng nhào vô, ổng ôm bà cứ ngắt. Ổng ôm bà cứ ngắt luôn, mà ổng nói chuyện mà bà tức lên. Bà tức á, bà tức lên. Bà biết, bà không niệm Phật được luôn, bà tức lên. Nói tại nhân quả bà gán chịu. Lúc tôi bình thường tôi khuyên bà không nghe. Bây giờ bà gán chịu tôi không có cản đâu. Tôi đứng tôi coi thử coi tình hình sao. Không có chen vào cái nghiệp duyên người ta được. Chen vô không có được quý vị. Tại nghiệp duyên của người ta mà. Không có cái nghiệp này thì làm sao có cái nhân này. Không có cái nhân này làm sao có cái nghiệp này. Thấy không? Kinh chưa? Ôi ô, cái mặt của bà trợn trắng con mắt lên. Con mắt của bà trắng đen. Cuối cùng nó chuyển thành màu máu. Vì bà săn hẳn tính nổi mà gọi là cái nó nóng mà dội quả lên. Mắt bà chuyển thành màu máu. Rồi bắt đầu quý vị ơi, miệng bà chảy máu ra. Rồi bà chết tại chỗ luôn. Đọa địa ngục rồi. Đọa địa ngục luôn. Dù là niệm Phật nhưng đọa địa ngục. Ghê chưa? Nói, bởi vì tôi viết lại cái câu này liền. Có những người vì cái ta mà hờn giận nhau đến chết có nên không? Không. Cỡ mở liền nghe. Còn khi vợ chồng mà chia tay nhau không có hẳn nghe chưa? Lâu lâu gặp nhau một cái, chào anh, khỏe không? Ráng cố gắng làm nuôi con nghe. Xong nó quay lại nó nói, có rảnh không? Không có rảnh. Không có rảnh không? Không có rảnh nghe. Cái câu có rảnh không ghê lắm á. Nó hỏi mình có rảnh không? Mình nói, có. Có là nó nói, tối đủ cà phê. Nguy hiểm. Hiểu không? Nó cho con ly cà phê đen à. Mà cuộc đời mình đen tối luôn. Ám ảnh cuộc đời. Nguy hiểm. Nên mình chào cái thôi, nó hỏi có rảnh không? Không, lúc này bận lắm. Thấy không? Bữa nay có rảnh thôi, bữa nào đi anh mời để, có cái quán kem nó mới mở ngon lắm đi ăn. Nói không, tôi bây giờ không thích ăn kem nữa. Từ chối hết. Tại vì đã khổ dính cái cụ lôi rồi. Nhào vô làm cái gì. Hiểu chưa? Nó đã lỡ xa rồi, đừng có tấp vô chi nghe. Tôi nói tới chỗ này. Sao nó cả lòng kỳ quá. Hiểu quý vị? Nó nên bây giờ mà nó có cái nợ nần, cái nghiệp duyên gì giải liền lúc còn sống. Không? Giải liền. Cỡ mở liền đi. Chết. Chết mà đỏ. Nghe thấy xác thật. Thật ghê chưa? Quá xác thật luôn mà. Vậy tới hầu cái môn giảng pháp này đúng là ghê thì càng giảng nó càng. Làm sao quý vị ơi, nó hừng hực tới ghê thiệt. Thấy không? Thấy cái bóng môn tịnh độ này nó không đơn giản đó quý vị ơi. Nó
con thù thắng đó nghe. Nó phải đơn giản quá vậy. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình á, mà nghe cái chỗ này đi, mình cởi mở liền quý vị. Nghe cởi mở liền nghe. Đang hờn giận ai trong lòng xem lại. Cởi mở liền. Cởi mở liền. Nghe không? Mình lỡ mình nói câu gì nè. Tôi hận ông, tôi hận bà hồi đó. Bây giờ tôi nghe thầy giảng tôi hiểu rồi. Tôi hứa từ hôm nay không giận nữa. Nói thẳng với họ một câu đi. Quá giải cái tâm mình trước liền. Từ đó về sau mỗi lần gặp là A Di Đà Phật. Cứ vậy là xong rồi quý vị ơi. Sau này nó trở thành bạn lữ, giúp đỡ nhau niệm Phật sanh cực lạc. Chứ nếu không mà cặn tử nghiệp nó ban lại. Trời ơi, nó ghê lắm. Con quan gia nó ghê lắm. Trời ơi, nó ban vô mà bốn người chặn nó mà nó ủi văng ra luôn. Đúng là con quan gia nó mạnh thiệt. Thấy ghê chưa quý vị? Bởi vì cẩn thận nghe. Cẩn thận nghe mấy chị. Thôi nghe mấy chị. No. Mấy chị bây giờ coi là còn buồn giận ai không? Bây giờ ở đây mà ai còn buồn giận ai đâu, đưa tay lên coi. Còn ai buồn giận đưa tay lên. Hiểu không? Cái chùa này công nhận thì nguyên cái dòng Phật tử này hay thiệt. Không có buồn giận ai chứ. Không buồn giận ai chứ nha. Hồi sớm có cái ông nhỏ xíu xíu, ông đang đứng kìa. Tờ ơ ca sĩ người ta hát quá trời hát. Mà ông bắt mẹ ông phải đưa lên cho ông hát. Ông không hát được, ông đi dọc đường ông giận hờn du dơ. Ông giận hờn ông làm này làm kia thấy ghê. Không con nít vậy mà không có dễ thương đâu. Ừ. Có nghĩa là lúc nào thầy cho mình hát thì mình hát. Thầy không cho mình hát thì thôi. Ông đứng nhìn kìa. Một xíu đó đó. Trời ơi, ông đòi hát. Đừng có nói nữa mà hát cái gì mà hát. Thấy không? Nên từ nơi đó mắc cỡ được dữ lắm. Nó nên từ nơi đó là lỡ đây là ngoan nghe con. Nó ngoan đó. Nít trong chùa mình đứa nào cũng dễ thương chứ nha. Anh thấy mấy nhỏ ngồi thì nghe pháp dễ thương ghê chưa? Tí thôi mà nghe pháp dễ thương. Thấy không? Đó nên việc nghe tuyệt đối không có buồn giận ai để trong tâm nghe quý vị. Nhớ nghe. Giờ trước ngôi Tam Bảo là hứa từ hôm nay con không có buồn giận ai để trong tâm nữa hết. Có buồn giận thì để bên ngoài. Chứ không có để trong tâm. Hiểu chưa? Đừng có để trong tâm nghe. Để trong tâm là nó hư cái tâm á. Nghe câu chuyện thấy ghê chưa? Trời ơi mà cái miệng chảy máu ra mà con mắt nó biến thành màu máu luôn. Rồi chết tức khắc lúc đó thì đứa bà này đỏ chắc. Đỏ chắc luôn. Cái con quan gia nó cặn tự nghiệp nó giết mình. Con quan gia nó ghê thiệt. Không có giỡn quý vị ơi. Đó thấy không? Nó chụp mình nó thấy chưa? Đó nên mà nghe cái câu chuyện này một cái ghê nó nhân quả nó kinh khủng. Có nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này mình đòi hỏi cái công bằng hình thức đó quý vị. Thì phải nhớ rằng là nếu như mình đòi hỏi cái công bằng mà hình thức á thì dễ chuốc phiền não lắm. Tin sâu nhân quả thì thường vui. Mà đòi hỏi cái công bằng hình thức thế gian thì chắc chắn là chuốc phiền não. Nên cái đại học đừng đòi hỏi công bằng, hãy tin sâu nhân quả. Nên tất cả những gì chúng ta sống trong cuộc đời này nó đều có nhân có quả hết trơn. Chính mình đã gieo sao thì gặp quả gì. Mình ngồi gần ai, mình gặp ai, rồi mình thương ai, mình yêu ai, mình ghét ai. Nên mình thấy rõ ràng luôn mà. Trong cái cuộc đời này có khi mình vừa gặp một người nào đó lạ quắc lạ quơ, vừa gặp một cái mờ nước, mờ bánh, niềm nở ghê á, mà cảm thấy mình thương liền á. Thấy gì đâu trời, người dễ thương gì đâu. Còn có những người mình vừa gặp một cái là tự nhiên họ ghét cay, ghét đắng, nó ghét mình sao. Trong cuộc đời mình có gặp mà, phải không quý vị? Thì tin sâu nhân quả là gì đó quý vị. Nên trong kinh Phật nói là quan gia thù nghiệp ở cõi đời này nó gặp nhau nhiều lắm nè. Nên á, khi mà mình đi đến đây mình tu mà đông gì nè, cái phước duyên của mình tu lớn lắm. Vừa tu tăng phước mà vừa trả nghiệp quan gia.
Chị có gặp chưa? Nó sẽ gặp đó quý vị à, nó sẽ gặp ở trong cái chỗ đông người này nè. Tại một lúc mà nó hội tụ đông quá thì tức khắc là mình có sự cố, mình gặp nhau à. Gọi là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nhớ nghe. Ừ. Chứ mỗi lần trả nợ là đúng là xong rồi đó, nhưng mà than van đi than thở nên trả không xong. Đúng ra trả cho chồng, cho vợ, cho bạn bè, cho kẻ thù xong rồi, nhưng mà mình đi than van. Mình đi đến chỗ đó mình nói thứ gì đâu mà tôi nói thiệt nhé. Càng nghĩ đến càng thấy bực mình, khó chịu ghê. Sống hết lòng hết dạ với nó mà sao nó đối xử gì đâu mà tệ bạc thế ghê. Nó đó là cách than van đó quý vị. Ông vừa lòng, hiểu không? Hoặc là không nói nhưng mà trong tâm đó. Bởi vì xong cái kiểu này là thế nào cũng chết, sao không nổi đâu. Nghĩa là chùa ẻo người ta, phải không? Đó. Đó là một cái cách tạo nghiệp từ tâm. Ghê lắm quý vị ơi. Đó. Mình sẽ nhận thức được nhân quả ghê lắm. Nó rồi gặp một người đó, họ bận bộ đồ gì đó lạ lạ, đi ngang cái mình ấy ghê. Chùa chiền bận đồ ghê quá. Mình ghét mà. Mình đã ghét rồi, mình đi ngang mình nghe sức dầu thơm cái này. Thứ đâu đi chùa sức dầu thơm thế kia. Quá giỡn đâu quý vị à. Hồi đó giờ đi chùa không có đeo bông, bữa nay đeo đâu bông đi ngang cái này. Nghi quá. Nghi đi vô chùa chắc chọc mấy ông thầy hay sao. Vô đây diện thì ghê. Nó nói vậy thấy không? Cái nghiệp duyên ở trong cái cõi đời này, khi những đứa nói những điều này thế nào quý vị cũng gặp phải và dính phải à. Chuyện dẫn chơi nha. Nên khi mình vừa nghe cái là mình trong tâm mình nó ghê quá ông thầy nè. Dạ cái sao dính ngay tim đen. Giỡn thôi nghe rồi quý vị. Đó. Nên từ nơi đó mà Phật nói là quan gia thù nghiệp ở trong cái cõi này mà. Gặp nhau để mà báo thù rửa hận nè. Là nhân quả. Đó. Giống như mình sống trong cuộc đời này, có những người mình nhiệt tình ghê không? Nhưng người ta đối xử với mình đâu có nhiệt tình đâu. Trong cuộc đời mình quá trời nhiệt tình với nhiều người luôn. Mà có khi mình không học Phật mình sẽ nói câu đó là tôi hận đời. Tôi đối xử quá tốt với họ mà. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Tôi hận người. Thấy không? Rõ ràng chưa? Giống như cái câu chuyện gì Đức kể mà bà Liên Hoa Sắc đó. Cuộc đời bà quá khổ, nó quá gian chung, nó quá nhiều việc mà gọi là éo le trong cuộc đời đối với bà là kinh quá. Sau này bà quá hận đàn ông rồi. Nên cuối cùng mà báo thù đàn ông mà bà đi làm kỹ nữ. Mà trong khi mà bà tạo nghiệp mà cực ác luôn. Đến khi mà bà muốn tạo nghiệp đối với người xuất gia luôn thì bắt đầu là bà gặp Phật Pháp. Rồi lúc đó bà mới nghe giảng Pháp, quay đầu được rồi lúc đó bà mới tu hành chứng quả. Không? Đó. Nên trong cái cõi đời này cái gì mà đi đến tuột dốc luôn thì nó gặp. Tại vì không thể nào đoạn cái sự lợi ích của con người ta đâu. Nhưng mà do mình chưa gặp được sự lợi ích, phước duyên chưa có đến với mình á. Nên trong cuộc đời mình, quý vị thấy có khi mà có những người chúng ta ngồi đây, hoặc có những người khắp nơi nơi đang coi công đoạn này nè, có khi cả cuộc đời mình giống mình xui rủi lắm quý vị. Giống như cả cuộc đời mình là xui rủi lắm vậy. Làm cái gì cũng không được, chứ người ta đang làm được ào ào đó, mình nhau với mình làm là tự nhiên mình thua. Mà cả ngày xưa mình ngoài đời mình đánh bài, mình thấy cái người đó trời ơi, bài cái nào cũng 8 điểm 9 điểm 8 điểm 9 điểm, nó ăn nó gơm ào, mình đứng ở trên mình nói trời cô tôi ké ăn cái, mình vừa đút vô mình ké ăn cái lật lên bù. Mình không ăn được mà nó còn quay lên nó chửi mình nữa. Bà xui thế ghê luôn. 4-5 cây người ta 8-9 điểm, không bà đút vô bù, hoặc bà đi cao khác tôi đi bạn, xui xẻo. Thấy chưa? Thì thấy rằng đó là cái việc mình thấy rõ luôn là
là cuộc đời mình đã không có phước rồi á, dù cho mình nương tựa gần cái người có phước, nhưng mà mình chưa đủ cái phước thì tới mình là thua. Vậy đó, mà mình không ké thì cây sao nó lại chín điểm, nó ăn lại. Rồi mình thấy nó ăn 3-4 cây liên tục luôn, mà đúng là cái cây thứ 5 này là nó bù nè. Rồi tự nhiên mình nói bây giờ tôi gom hết tất cả, tôi vớt cây này coi may mắn hay sao. Mình đưa vô hết tất cả, lặt lên 1 điểm rồi xong luôn. Cái nhà cái nó được 2 điểm, nó có hơn mình có 1 điểm ăn luôn mình luôn. Vì thế tức kinh khủng không? Có khi rồi không học Phật pháp rồi nó tức, rồi nó chửi khơ, rồi thua tiền hết xong mới đầu về cái đầu chửi vợ chửi con, đập đồ đạc tức. Thì thấy không, cái nghiệp duyên á, trong cái cuộc đời này mà không nghe Phật pháp là cái như bị tiêu, không nghe Phật pháp là cái như là đơ, chúng ta là không có lối thoát trong cuộc đời này luôn. Tuy là những điều những đức giảng đơn giản gì cho quý vị nghe, quý vị thấy quý vị dính trong cái cuộc đời này nhiều, dính trong cuộc đời này quý vị nhiều lắm. Cả đời làm hoài vẫn nghèo, tại vì cái số của mình là cái số không có phước. Mình không có phước trong mạng đâu mà mình làm có. Người ta làm chơi cũng có mà mình làm hoài cũng không có nữa. Đây này chính là cái gia đình những đức này rõ ràng luôn. Năm nào Tết ba những đức cũng tính năm nay là phải dư, nhưng mà cuối năm không có một cắt. Rồi qua năm là tới Tết là không tính dư, cuối năm không có một cắt. Là làm hoài cũng không có luôn, trong mạng không có tiền. Nó phải tin sâu nhân quả đó nghe, chứ không giỡn đâu. Nên có cái ông bạn tu ngày xưa, ông này bây giờ ông ngày xưa tên Hiếu. Quý vị biết rằng ông sống với vợ ông ngoài đời, thì vợ ông mua cho ông chiếc xe đẩy cho ông để bán cụ kiệu. Phải bán cụ kiệu ở chợ vậy đó, bán đắt dữ lắm. Mua cho ông cái xe đẩy, cho ông chút vốn. Nói thôi giờ ông ở nhà không muốn làm gì, thôi đi bán cụ kiệu đi. Cái ông ra chợ ông bán, ông bán từ sáng tới chiều không ai mua. Cái đem cụ kiệu về, ngày nào ông đem cụ kiệu về ăn, mà ăn đâu hết đâu. Cuối cùng vợ chữ nói ông là cái thứ không có phước, ông là cái thứ gì đâu mà làm ăn có được cái gì, thôi ông đi tu phước cho rồi đi. Nó nói đại một câu gì đó, nó biết tu biết gì đâu mà nó nói là ông làm ăn không được chứ ông đi tu phước cho rồi đi, đi vô chùa ở đi. Cái câu người ta ưa nói gì nghe, như bữa đó thằng ca sĩ nó nói một câu cạo đầu hết thờ đó. Từ nơi đó vì nghe câu đơn giản thôi, tự nhiên cái ông coi được cái đĩa của thầy ở trên Đà Lạt chứ. Ông coi cái tự nhiên ông muốn đi tu, ông nghe nói giảng sanh ngon quá, giảng sanh là hết khổ. Cuối cùng nó thôi bây giờ quá khổ rồi, bây giờ mình vô chùa để mình tu đi, để mình cầu sanh từ nơi đó vì cực lạc cho nó hết khổ đi chứ thì giữ hoài. Vô chùa anh gì, anh vô chùa anh gì, anh vô chùa anh gì, chắc tính ra cũng 5-6 lần đó. Nhiều lần lắm. Rồi anh đi về xong rồi bắt đầu là nó chữ nữa, nó chữ nữa xong anh vô nữa, vô chùa nữa. Cái duyên nó đưa đẩy ảnh. Vậy mà sau này ảnh đi tu luôn, tới bây giờ làm tỳ kheo. Ghê không? Cái duyên nó đưa đẩy con người ghê không quý vị? Mà nó cũng gặp nhiều trắc trở lắm nha. Nó rõ ràng không? Cái nhân cái quả người ta là, cái duyên người ta là làm ông thầy, là làm ông thầy à. Cái duyên người ta đi tu là đi tu à. Nó đưa đẩy mình phải đi tu. Bây giờ cũng được nhiều người quý trọng. Cái duyên đi tu. Như cuộc đời nhà Đức có bao giờ nhà Đức nghĩ nhà Đức đi tu đâu. Sao mà nghĩ đi tu được? Ở dưới quê nhà Đức á, cái việc mà nghĩ đi vô chùa tu là hiếm mới bị hơn. Hiếm cái vụ này lắm. Ở dưới đó thì đạo Phật giáo hòa hảo nhiều lắm. Thì người ta thường người ta còn để tóc mà. Đạo Phật giáo hòa hảo người ta để tóc. Ít ai mà cái chuyện mà nói đi cạo đầu đi xuất gia lắm. Mà những đức lại là đi trên thành phố thì sao mà đi tu. Đó. Vậy mà những đức đi tu. Tự nhiên có đi tu à. Vậy thấy không?
Nên mỗi một con người họ làm ngành nghề gì đơ đạo, nó đều có nhân có quả, đúng không? Đó. Và khi những đức đi tu là nghĩ rằng là đi vô chùa là mình nghĩ rằng là không có cái gì, nghĩ rằng là đi vô chùa bây giờ người ta kêu mình làm gì mình làm nấy, làm thiện làm tốt ở trong chùa, không muốn hơn thua với ai nữa. Nhưng quý vị nghĩ khi vô chùa thì hoàn toàn nó khác lại, thì mới thấy ra rằng cái danh cái lợi trong chùa nó còn lớn dữ dằn hơn. Cái danh cái lợi trong chùa lớn, biết vì sao? Thì bây giờ quý vị cứ nhìn đi, nhưng hồi trước quý vị nhìn đi, con người ta không khéo làm sao mình thoát ra khỏi danh lợi, thì thấy không? Được người tăng bốc rồi được người tán thán dữ quá, ở trên tán thán, ở dưới tán thán, giống như đưa mình lên trên lóc nhà, mình mà không khéo thì mình tổn tan ở trên. Không kéo tàu te cái chết á, nó đưa mình lên lúc nhà xong rồi ở dưới đây á, nó tháo giàn giáp. Cẩn thận nha quý vị, trong cuộc đời này á, mình lên cao quá, giống như từ đây lên tới đó bắt giàn giáo, mình lên trên đó, mình lên trên đó mình ngồi trên đó xong ở dưới này nó tháo giàn giáp. Vì nghĩ rằng nó mà tháo giàn giáo rồi thì quý vị nghĩ sao? Thì bị toàn te cái giả chết sao? Thấy không? Rồi xong rồi toàn te cho mình kêu ô sống chơi kỹ trận, tôi lên đây sao tháo giàn giáo kỳ con quỷ, nói ngồi trên chơi đi. Kỳ con cái trận, tôi lên tới đây rồi sao đưa tôi lên đây sao giờ tháo giàn giáo? Nó ừ tại vì ông thích lên cao, lên tới ngồi chơi trên đi, tôi tháo giàn giáo tôi đi về. Chơi kỳ cục á, nó nguy hiểm. Thì bị thấy không? Sự tán thán đâu có đơn giản. Ôi ơi bao nhiêu bài hát, nhưng Đức nhớ là ngày xưa tôi trải qua hết rồi. Tôi ngày xưa mà tôi nghe bao nhiêu bài hát rồi. Sư phụ quỳ xuống đồ ghê lắm mấy vị ơi. Sau này rớt sạch nhất chân à. Ồ chỗ này là tôi trải qua hết trơn rồi, cái danh cái lợi rồi tôi gặp tôi thấy đầy hết trơn rồi quý vị ơi. Nên đối với tôi nó bình thản lắm, thấy không? À, biết rằng là cái tâm người ta hoàn toàn nó cung kính đó quý vị, nó nhiệt tình hết mình đó quý vị. Nhưng mà bản thân mình có vượt qua được không? Mình có vượt qua được cái đó hay không? Nên bản thân mình phải tự mình chịu. Chứ đâu phải tại người ta nhiệt tình, người ta tán thán mình, người ta quý trọng mình thì người ta tán thán mình, hiểu không? Mà trong cuộc đời này mình phải cảnh tỉnh mình quý vị. Tuy người ta tán thán mình hết lời vậy đó, nhưng mà mình cái gì một cái là nó quay ngược 180 độ. Người nữ đa phần ở đây mà nữ nhiều mình cũng xin lỗi. Thực sự mà nói, họ quý mình là thôi trời ơi, đưa mình lên trên á. Nhưng mà mình mà cái gì cái đi, mình mà cái gì hốc nó hạ xuống là chưa là nhẹ đó. Mỗi người nó cầm con dao nhỏ, nó chạy đến chết. Nghe không? Ồ, mình mẩy chạy chùa tùm lum, mình mẩy lỗ hang tùm lum nó đâm nguyên cái vàng này mà nó đứa nó tròn cái thôi. Mình như là miếng nồi dễ gấp luôn, phải giỡn thôi nghe quý vị, cẩn thận nguy hiểm. Nên bởi vì mình thôi, mình cố gắng thôi. Nên cái gì cũng gì ơi, nó lên dữ quá là nó sẽ hạ cánh đó. Bởi vì mà lúc mà ai tán thán mình là mình trong lòng mình có niệm Phật. Nó hồi sớm vậy Đức nói mấy câu thấy không? Đó, mình thôi, tôi mong những ngày tháng bình yên. Bình yên là hạnh phúc quý vị, bình yên là hạnh phúc nghe. Hiểu không? Bình yên có cơm ăn áo bằng là hạnh phúc nhất. Thấy không? Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Hiểu không? Đó. Chơi bên cạnh mấy cô lùng beo mập lù đồ chùa mình mà chắc ăn vậy thế mà nó chắc cỡ nào cỡ chứ, đi tu về chạy ra đợ đó, hiểu không?
Còn ta có địa vị ở cuộc đời mà, chơi một chút thôi. Chứ ngoài ra người ta về nhà người ta, đâu phải tới nhà mình đâu. Mình không dám nghĩ tới chuyện đó. Thấy không? Thôi mình không có dám trèo cao cái việc mà cái người ta cao quá quý vị. Này người ta quý mình thì quý. Nó người ta tán thán mình cố gắng mình niệm Phật thôi. Chứ thôi mình trong cuộc đời này chắc ăn nhất là mình nhà của mình. Nghe không? Đó. Nên dù cỡ nào cỡ hay đi đâu đi, nhưng mà nhà Đức vẫn nghĩ chúng chùa mình, chúng thường trụ trong chùa. Dù cỡ nào đi chăng nữa, lùng lé hô súng mập gì đó, nhưng mà vậy đó à, mình cái gì là lo lắng cho mình. Cỡ nào cũng đi với mình trên đoạn đường đời này, đường đạo này, thấy không? Đó. Chắc ăn à, nhìn tới nhìn lui á, cũng à, mấy mấy Phật tử rồi, thấy không? Đó. Mình tu chung nhiệt liệt hết mình à, từ nơi đó mà những đức nó thôi. Bản thân mình cái danh cái lợi trong cuộc đời này nó ghê quý vị. Thí dụ như mình cũng không mong muốn cái gì đâu, nhưng mà sự tán thán của người ta cũng làm cho người khác nhìn ngó. Mình sống cũng eo ọt khó nuôi, chứ không có giỡn đâu quý vị. Thấy không? Đâu có dễ đâu chứ. Tội tội cái gì chứ, nếu dụ như mà à, bên cạnh mình mù không á, thì không có ai dành người mù đâu. Nhưng mà bên cạnh mình mà người nổi tiếng là có chuyện. Thấy không? Thà bên cạnh mình người mù, người lé, người hô vậy mà yên, bỏ đâu cũng ai giật. Nhưng mà bên cạnh mình như hoa hậu rồi là ta giật cái nghe. Chứ không phải giỡn đâu. Thấy không? Thôi tôi không dám vô đó. Tôi chỉ nghĩ bên cạnh tôi lùng lé hô súc, chỉ cầu những ngày tháng bình an thôi quý vị à. Nhớ nghe quý vị à, đó là cái góc độ sâu sắc đó quý vị. Thật sự mà nói trong cuộc đời này bình an là hạnh phúc mà. Nên quý vị tập sao mình biết đủ. Dù mình có lên cao cỡ nào, nhưng mà mình tự mình làm con đường cho mình đi xuống lại đi. Làm con đường cho mình đi xuống là khôn nhất nghe quý vị. Như nãy nhà Đức nói mà, nó bắt giàn giáo nó đưa mình lên trên, mà lỡ cái chuyện gì nó tháo giàn giáo. Ông thầy tội tên chết. Sau khi cũng bị trở, sao cho tôi lên đây rồi xong thì sao quá. Tháo giàn giáo đi đâu mua tiêu hết trơn ơi. Nguy hiểm quý vị ơi. Hiểu không? Đó. Nên à, nên á, mà khi mà người ta đến với mình mà người ta quá quý mình còn tu nghiệp người ta, mình phải dạy người ta tu. Mình không có nên gần gũi thân quá. Vì thấy những đức với quý Phật tử không? Mình đến với nhau lâu dài là do gì? Mình quý nhau từ tâm nghe quý vị. Chứ mình không có cái kiểu mà mình quá ngồi với nhau nói chuyện đồ này kia nghe. Đây là bài học kinh nghiệm ngày xưa nhà Đức gặp rồi. Ồ, ngày xưa nhà Đức gặp rồi. Cái vài tháng là thay tớp người, vài tháng là cứ thay tớp người hoài vậy đó. Nên cuộc đời nhà Đức đâu có gì đâu quý vị. Nó xa xa nhau mà chớ nhau hoài nghe. Ồ, chớ mà gặp mà nghe, đến chùa cái kêu lại ngồi nói chuyện này chuyện kia là không có còn thiếu pháp đâu. Không có nghe pháp đâu, tại vì họ nghe hết rồi. Nghe pháp gì nữa giờ. Đó, nên thà giảng pháp gì cho nghe. Xong á, tớ đi ăn cơm, nảnh ai nấy đi ăn. Mình về phòng mình ăn miếng cơm, mình ngủ giấc phức cho rồi. Vậy mà qua giảng nghe nghe. Ồ, qua giảng nghe đó. Ồ, thấy xa xa, dở dở hương á, thích lắm quý vị. Bởi người ta nói câu tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Ồ, gian gian dở dở nó thích lắm quý vị ơi. Nó đời hết vui khi cái dạng câu thề. Nó nên á, đến với một con người mà lâu dài á, dở dở hương này, nhất là cái việc mà tu hành ông thầy thuyết pháp là xa xa xa, nó lâu dài. Nó thấy vậy, thấy ông cách chục năm mà còn gì. Chứ gặp mà những đức với mấy cô trưởng đoàn này đồ, với mấy cô mà cứ ngồi nói chuyện nhau hoài, thôi chia tay rồi. Ồ, nó biết với nhau, nó hiểu nhau, rồi đi chơi chung được nhau, cái gì nó lộ hết trơn. Trời, ông thầy thì trời đá ổng gì á. Nó rồi thua, nó thấy chưa. Nó quý vị thấy bất cứ hồi đó tới giờ nghe một cái chương trình gì vui nghe,
hát hò đồ, những đức luôn luôn ngồi im gu. Đức ngồi vậy đó im gu, kể người ta làm nhưng mà mình cứ ngồi im gu cái mặt. Hiểu không? Cứ ngồi cái mặt. Rồi chút cái mình làm nè. Hiểu không? Nó, ví dụ như người ta hát là nhìn mình đi. Mình cố gắng mình giữ cái tâm mình niệm Phật chứ mình quay qua mà. Thôi, mình cứ ngồi mình nhìn, mình ngồi tự nhiên. Nó chắc quý vị, thấy không? Giống như cái pho tượng chưa. Cái pho tượng hồi chưa, cái pho tượng hồi chưa làm gì nè quý vị? Hiểu không? Cái pho tượng hồi chưa là nó như gì nè quý vị? Nó hơi buồn ngủ. Hiểu không? Không, mà cái đó cũng là cái đặc điểm của mình đó quý vị. Tại mình thường nói mình nó ngu. Nên chồng của Hoa hậu Kim Thoa, anh ấy quý Nhân Đức lắm. Ảnh là anh đầm tính, anh quý Nhân Đức lắm. Anh nghe pháp quý mến Nhân Đức, nên anh có tâm quyết dữ lắm đó. Làm pho tượng tặng Nhân Đức. Anh đó đó. Nên từ đó mà thấy mình cũng quan hỷ thôi á vậy. Quan hỷ cũng vui với cái tấm lòng người ta. Thấy không? Nhìn pho tượng cái là tự nhiên mắc cười nghe quý vị. Ông làm với pho tượng nhìn cái là mắc cười liền. Cái đó gọi là hô chánh cốc. Vui ghê. Không mà vừa nhìn là mắc cười nghe. Nên những đứa kêu đem về phòng để mỗi ngày những đứa nhìn mắc cười chứ. Không mà nhìn thời gian nó y gan pho tượng luôn đó quý vị. Nhìn thời gian là tức khắc là lên ngồi nói chuyện với vị là cứ nha. Không mà mình á nghe quý vị, mình nổi tiếng ngay cái hô nghe quý vị. Bây giờ nó khắp nơi nơi nó biết. Có nghĩa là mai mốt có chừng ta đổi pháp danh. Thầy thích những hô. Thích những hô. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mà thà như vậy nghe. Không, nhiều người mà người ta nghe những đứa nói chuyện nghe quý vị. Khi người ta buồn đồ này kia đó là tự nhiên người ta xóa sổ. Xóa sổ buồn, xấu xí là xóa sổ. Tật nguyền xóa sổ. Tại vì cái cách nói chuyện của mình nó nâng cái người ta lên. Nâng người ta lên. Khi người ta gần gũi với mình, người ta thấy người ta gần gũi lắm. Người ta không có bị người ta lép quý vị, mà người ta được nâng lên dữ lắm. Không, cái cách nói chuyện đó nó đặc biệt quý vị. Nó nghĩa là mình đơn giản quá mà mình được gì thì nhiều người người ta sẽ có sự tự tin về bản thân người ta lắm. Chắc chắn quý vị luôn pháp môn tịnh độ này nghe. Mà nếu cái người mà đi tu mà gặp cái pháp môn tịnh độ này mà tin là họ thành công hết trơn. Thành công hết trơn. Ngặt không tin. Ngặt không tin đó quý vị. Chứ mà tin là thành công hết trơn luôn á. Chỉ cần làm đúng gì thôi. Bây giờ cư sĩ cũng vậy luôn. Từ khi gặp tịnh độ là tin tới cùng, cứ niệm Phật đi. Ăn chay niệm Phật vui vẻ, cứ làm như vậy đi, bị tin đi. 3 năm sau cuộc đời bị thay đổi. Tin cho tới nơi tới chốn luôn, 3 năm sau thay đổi cuộc đời luôn. Những đức nói quý vị nghe, thay đổi cuộc đời là thay đổi gì? Thay đổi cái tâm trạng buồn phiền đó. Cái này quý vị mới là cực kỳ giàu nè. Vì không còn buồn nữa. Rồi quý vị nhẫn nhịn đồ được hay dữ lắm. Nó, trong cái câu Phật hiệu có chữ nhẫn mà. Nó vô lượng trí tuệ, vô lượng an lạc, vô lượng nhẫn nại. Trong câu Phật hiệu danh hiệu Phật là gì đó. Mà niệm câu Phật hiệu này viết rồi quý vị có chữ nhẫn. Mà có chữ nhẫn là có sự thành đạt. Có chữ nhẫn là có thành đạt. Chắc chắn luôn. Nên á, cứ phát tâm nè. Niệm Phật rồi từ từ ăn chay đi. Ăn chay trường nghe. Rồi từ từ ăn chay trường đi, rồi từ từ tập phóng sanh ra tự bản thân làm. Cái phóng sanh mà phát tâm từ bi nhất của quý vị là gì biết không? Đi ra chợ lỡ bữa nay đi chợ đi thấy con cá đúng không? Muôn con cá toàn ten đem ra sông,
quy y xong thả xuống, quý vị sẽ cảm giác cái phóng sanh của quý vị nó đặc biệt dữ lắm cho quý vị biết đó. À, đừng có nói chuyện dẫn chứ. Rồi hồi xưa mà những đức mà mới biết ăn chay, những đức đi phóng sanh là ưa mua vài con cá đi ra con sông quy y rồi thả mà vui lạ kỳ lắm kia, chứ không phải là mua đóng đổ ào đâu. Nó chưa chắc quý vị nó tốt hết trơn á, nhưng mà quý vị cái cảm giác mà để mà phát tâm phóng sanh quý vị sẽ cảm giác được cái tâm từ bi á. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói một câu hay lắm nghe, ngày nói một câu á, trong cái thời cuộc này mà ăn chay trường là đại phóng sanh, ăn chay trường là đại phóng sanh. Quý vị thấy bây giờ mà đi phóng sanh á, đầu nào cũng bị người ta bao vây á, đầu nào cũng bị người ta bao vây, nhưng mà có khi cũng sanh phiền não. Vừa thả xuống nó bay nó bắt đi là mình biết rằng phóng sanh có phước của phóng sanh, bắt có tội của bắt. Nhưng mà quý vị thấy nó có thù thắng đâu, mình đâu có muốn ai bắt cái chuyện nó làm cái gì. Bây giờ bản thân của mình, tự nhiên bản thân mình muốn gọn nhất luôn, tiện nhất để mà niệm Phật được có thời gian. Nên những đức nói quý vị ở nhà đi chợ gặp con vật nào nó bị nhốt, bị bắt, bắt tử, mua giùm thả cho nó. Bắt tử gặp sự cố đó, giống như thờ thầy Lý Bỉnh Nam ngày còn tại thế. Bữa đầu tiên người ta đem lại con rùa, xong rồi người ta nhờ mua, ngài mua con rùa. Bữa sau đem lên con rùa nữa, thì đệ tử nói thầy ơi, nó đem lại con rùa nữa. Thầy Lý Bỉnh Nam nói thôi khỏi, nếu nay ông mua con rùa nữa, ngày mai nó sẽ đem lại hai con. Đó không phải là cái phóng sanh. Thôi được rồi. Nên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng là niệm Phật ăn chay trường là đại phóng sanh. Nếu như mỗi một con người mà làm vậy đi, quá đặc biệt luôn. Đó. Còn bây giờ quý vị coi, bây giờ mình đi làm lễ phóng sanh, bây giờ mình ra ngoài con sông mình làm lễ phóng sanh, vậy mà nó biết cái chỗ đó mình phóng sanh, rồi nó bao dây, nó lấy lưới, nó làm đủ chuyện hết trơn quý vị. Thấy không? Nó có cái nhân cái quả liền, cái ghê chưa? Nên thôi bây giờ im cứ niệm Phật đi. Rồi đi có dịp đi đến chùa tu gì nè, rồi nhà chùa làm cái lễ gì để làm nó có cái lễ, có lễ. Có nhiều người ta nói như đức nè, thầy thả chim ra, chim này nó cho ăn cái thuốc gì, cho ăn cái gì đó, rồi xong thầy thả ra một chút nó bay lên đằng kia, nó thôi kệ nó, trời chim nó bay lên trời rồi, giờ nó bắt ở đâu thì chuyện của nó. Nhưng mà mình cái chương trình lễ hội thì thôi mình có cái phóng sanh cái để nó cảm giác được cái phóng sanh. Nên cái chương trình phóng sanh của mình, quý vị thấy những đức làm không có nhiều, làm ít lắm quý vị, không có nhiều đó, chứ không phải là đóng, không phải chở đi ầm đi, không phải, làm ít lắm. Nhưng mà những đức quy về cái việc làm khác, làm gì biết không? Tượng Phật. Làm tượng Phật, thấy không? Dù cỡ nào nó cũng thờ, nó thờ, làm máy niệm Phật, máy nghe Pháp, nó làm mấy cái chuyện đó đó. Tại vì mình thấy nó xác thực quá, nó đặc biệt quá quý vị, thấy không? Còn bây giờ ở đây mà gặp một phóng sanh cá, không lẽ quý vị đem ra cái hồ ngoài trước này bị thả, nó cả cái hồ ngoài trước này mà nó cũng vô nó câu không? Quý vị nghĩ kinh khủng không? Nên từ nơi đó quý vị thấy thôi, trong cái cõi đời này quý vị thấy kinh chưa? Nên cái việc mà niệm Phật ăn chay trường đặc sắc nhất luôn đó. Rồi mình mà là người tu thì cứ ở chùa mà lo hướng dẫn cái người trong chùa mình á là đạt nhất luôn. Quý vị nhớ nè, cái thành công của một cái ngôi chùa là thành công của đại chúng á. Cái thành công của đại chúng nó mới thành công chùa nghe quý vị. Bây giờ như đức hỏi quý vị nè, quý vị đi dạy bao nhiêu con người mà nhà quý vị tanh bành, quý vị dạy người ta được không? Ai tin quý vị? Đừng có nói chuyện dẫn chơi nghe. Nên cái quan trọng là ngay cái vị trí của mình ở á. Còn mình á là mình đi đây mình học đạo, nên á mình đòi hỏi tròn vẹn cái gia đình thì khó lắm, đơ mà. Còn cái ngôi chùa mình ở á là cái nơi đó là nơi chủ xứ, nên mình phải rèn luyện cái người trong đó, ít gì nó cũng không có tệ quá. Thì như vậy nó dễ độ sanh. Vì người ta đến chùa cái là người ta bị ảnh hưởng liền, hiểu không? Bây giờ như quý vị đi đến chùa mình ở đây, quý vị thấy có thầy có chú nào xin tiền quý vị không? Có bà cụ nào xin tiền không? Dù cỡ nào đi chăng nữa, nó không phải
triệt để đâu, quý vị. Mình bây giờ khỏi đời này mình không có nói triệt để đi nghe, nhưng mà chùa mình nó cũng là sạch lắm rồi đó quý vị. Nó không đến nỗi mà nói cái chuyện này chuyện kia lãng quạng, hiểu không? Đó, với chùa mình cái chuyện mà tất cả quý thầy là chuyện đứng cấp tiệt, cái chuyện mà cầm cái chiếc điện thoại cảm ứng mà nhắn tin cho Phật tử. Ông thầy nào mà như vậy là trong chùa này quý vị, ông thầy đó không có ngon đâu. Cái ông nào mà trong chùa mình vậy là cái ông đó không có ngon đâu. Bây giờ điển hình như những đức hướng dẫn quý vị nè, quý vị thấy có bao giờ những đức nhắn tin cho quý vị không? Gọi điện thoại như thế còn chưa gọi nữa mà nhắn tin cái gì? Thì quý vị thấy rõ ràng những đức mà còn không làm điều này, mà bây giờ mấy ổng những đức lo cho mà mấy ổng nhắn tin điện thoại quý vị là mấy ổng sai rồi. Quý vị mà học người đó là quý vị sai rồi đó. Không đúng đâu quý vị à, không có đúng đâu, chắc chắn quý vị luôn nè. Hồi xưa những đức có cái ông bạn huynh đệ ông tu, mà ổng ở trong khu chuyên tu nghe quý vị. Ổng ở trong khu chuyên tu mà những đức nghĩ ông miêm mặt ông lo ông tu thấy ghê trời trời. Bởi vì nói đây cho quý Phật tử bị đi đến chùa bị kinh nghiệm. Ông miêm mặt ông tu còn hơn cái gì nữa. Mình thấy ông này từ khi ông vô chùa tới giờ ông lo ông tu quá trời lo tu luôn. Ôi ơi, gặp là ông nói niệm Phật giảng sanh không. Mà ông ở trên khu chuyên tu, ông không có qua lợi với ai. Vậy mà 8 năm sau đổ bể ra. Trời ơi, ông ở ngoài ông quen 3-4 cô. Ông này sao mà cao thủ dữ cái chàng. Sao mà cao thủ dữ vậy? Sao mà trong khu chuyên tu không mà sao quen được hay chợ? Điện thoại. Trong khu chuyên tu mà không liên lạc qua điện thoại. Ghê không? Thấy kinh chưa? Bây giờ thấy cái chiếc điện thoại ghê không quý vị? Nó ghê lắm á. Nó 1-2 tin nhắn nghe. Nhắn qua nhắn lại, nhắn qua nhắn lại. Ví dụ như buổi tối vừa tu xong ra nhắn tin, ủa cô ngủ chưa? Bên kia nhắn lại, thầy chuẩn bị ngủ chưa? Thầy đang làm gì đó? Thầy đang chuẩn bị niệm Phật để ngủ. Con bên đây cũng niệm Phật chuẩn bị ngủ. Xong bên đây nhắn qua, thôi chúc ngủ ngon nghe. Bên kia nhắn lại, con cũng chúc thầy ngủ ngon nghe. Vậy đó mà nó thành cái thói quen là cứ nhắn qua nhắn lại nha. Nhắn viết rồi nhắn luôn. Nó nhắn viết rồi nó nhắn tầm bậy luôn đó quý vị. Có không? Không phải không có đâu đó nghe. Thấy chưa? Kinh nghiệm mà chàng chàng, bởi vì người ta tin kinh nghiệm mà. Tôi ở đây mà tôi mà nhắn tin điện thoại chứ tôi cũng nhắn luôn á. Cho mà biết á, đừng nói chuyện giỡn chơi nghe. Đừng nói mà có chồng, có vợ gì hết trơn á. Nó mà qua lại nhiếc rồi nó có tình cảm. Thấy không? Tốt nhất là chia sẻ Phật pháp xong rồi. Khi về nhà lo mà tu. Không có vòng vo tam quắc, thấy không? Nó nên tất cả trong chùa mình, quý thầy, quý chú, ai mà nhắn tin là sai. Không có đúng. Không cần nói vòng vo chứ nha. Sai. Có đúng gì chứ nha. Nghe chưa? Nó mà lãng quạng là thất bại. Nó nên có một cái cô đó, cô đi đến chùa, cô tu. Mà những đức hồi đó cũng có cái người bạn quen quen. Nhưng mà cô vô chùa cô tu nghe nói cái người đó bạn như đức ngày xưa. Mà ta ngoài đời. Bạn nhưng mà ở ngoài đời. Rồi cái bà nghe vậy cái bà qua lại bà nói chuyện đồ này kia. Vậy mà cuối cùng nó nhờ bà mượn cho nó một số tiền. Cuối cùng nó chuồn mất tiêu. Bà ôm xô. Thì ghê không quý vị? Thôi. Tôi chỉ là tôi. Tôi không có dính cái người nào quen với tôi. Hiểu không? Thì đừng có gặp như Đức nói. Nói còn bị la nữa. Không có thương yêu gì mà còn lại bị la nữa. Nói gì tôi dặn hết trơn rồi mà tại mấy bà thôi. Người phụ nữ á, họ khổ ngay cái chỗ là họ tội nghiệp. Nó ngọt vài câu là họ tội nghiệp quá. Rồi bắt đầu là họ cứ ưa bị cái bệnh mà cắt thì không cắt, cứ để bày nhầy. Người phụ nữ khổ cái quý vị là cái khổ gì biết không? Không có rõ ràng. Cái gì nó ưa lừng chừng lắm.
Thấy không? Ưa lừng chừng lắm. Mình là sống trong cuộc đời này, cái gì mình lỡ mình phạm một lần rồi mình cắt đi, chứ mình đừng có để lại nhay. Lỡ mình lỡ dạy cái gì một lần mình thấy không ổn rồi mình rút quân liền, chứ ai mà lãng quản chi. Chứ mình lỡ một lần rồi mình nói thôi lỡ. Giống như vậy, bị bước xuống bùn cái, vì không bước lên liền, nó lún sâu thì sao bước lên. Con người ai cũng có cái lỡ dạy, nhưng lỡ là một bài học kinh nghiệm. Lỡ rồi bước lên, hiểu không? Người vậy đặc biệt lắm quý vị. Ví dụ như mình ngoài đời mình làm con gái đi, cái thằng này nói chuyện ngọt dịu quá trời luôn, mình cho nó, mình cho nó một lần rồi mình thấy cái thằng này không được rồi. Nếu mà theo thằng này là khổ te tua, rút binh. Lỡ một lần rồi rút binh, không thể nào tiếp tục nữa, đúng không? Như vậy là có cơ hội, có cơ hội liền đó. Nên quý vị nhớ, quý vị là phụ nữ đàn bà gì cũng vậy chứ, mình lỡ cái gì mình phạm phải rút binh liền, đừng có để ai mà đe dọa mình, đừng để ai đe dọa mình chứ. Giống như lúc trước đó, có một cái cô này như Đức kể câu chuyện đó, mà điện thoại mà cái kiểu mà điện mà thấy hình, quý vị, điện thấy hình vậy. Mà có khi có lần cổ tắm, cô tắm bấm điện thoại lên tự nhiên nó gọi hình, bên kia nó thu là hết trơn, nó thu là hết trơn. Xong rồi nó hăm dọa, nó hăm dọa là nếu bây giờ nó không chiều theo nó là nó đưa hình lên mạng, mắc cỡ nó chỉ chiều một lần thôi rồi từ đó về sau là nó sẽ xóa cái này, nó bỏ luôn. Bà này bà thấy gì, bà chiều một lần, bà chiều nó một lần, nó quay là hết cái cảnh đó luôn, rồi từ đó về sau lúc nào nó cần bà là bà cứ đến, cần bà là bà đến, tiền bạc ở nhà nó kêu đem đưa cho nó, phải đưa hết, nó quay là hết rồi. Nó nói nếu không thì đưa cho chồng, nó đưa lên mạng, xanh mặt xanh mày. Mình mà gặp cái trường hợp đó là mình xử lý liền, xử lý liền, đừng để lâu, hiểu không? Bây giờ em lỡ gì đó đối với chồng, bây giờ cái thằng đó gì nó hăm dọa em gì đó, có người đàn ông ra mặt là nó xanh mặt xanh mày liền. Đó là cái mà quý vị cũng nên dạy con gái, quý vị khi vô trường học đó. Cả con gái mình nó còn nhỏ nhỏ, quý vị, nó vô trường học bị nó hăm dọa sợ quá, một lần rồi từ đó sao nó bị hăm dọa hoài. Nên mình dạy con của mình làm gì đó để cho nó có một cái sự tự chủ bản thân cao hơn. Đó là cái điều quý vị biết rằng người phụ nữ là mình dễ bị lúng, là nó đúng ra là nó không có bị lúng sâu đâu, nhưng mà chỉ có một lần thôi là nó lúng luôn à. Nên mình đã thấy không được là mình giọt liền, còn dây mà cuộc mình chắc liền, cái gì thì mình cắt, mình cắt cái cúp, mình đừng có mà ọt ẹt đâu. Tao nó khổ lắm quý vị ơi, lèn èn á, cứ lừng chừng là khổ lắm nghe. Nó khổ cái lừng chừng á. Nên trong cái cuộc đời mình gì nữa, mình tu cái môn nào mà mình tu không được là mình quay đầu. Cái môn nào mình thấy ta tu được là mình tu cái môn đó liền, đừng có đi tiếc làm chi, đừng có tiếc làm chi, đúng không? Nó phải nhớ, trời ơi mình đi 5 năm chờ, nếu như mình tiếc mình thêm 10 năm 20 năm nữa thì nó càng sâu. 5 năm nó không có kết quả rồi thì mình chọn cái môn nào mà người ta có kết quả mình tu, thì mình tu 5 năm sau mình có kết quả liền. Người vậy nó mới khôn chứ. Nên những đức nói quý vị biết, cái đối nhân xử thế nó quan trọng lắm. Mình làm ca sĩ cũng vậy, mình mới đến cái nơi nào để mình hát, mình hát một bài cho thiệt hay, xong rồi người ta kêu mình hát nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta chỉ hát một bài thôi, một bài thôi để nó ấn tượng đẹp, để nó thèm mình, để kỳ sau mình lỡ hát ầm ầm lên, hiểu không? Thường là nó theo cái cảm hứng của mình, quý vị. Cái cảm hứng của mình là mình thấy thích quá, nhưng lần sau họ gặp mình không còn thích nhiều nữa. Đúng ra một bài là nó quá thích rồi, giữ cái lần sau đi, lần sau mình về mình luyện công cho thêm bài nữa, mình lỡ mình đánh cái nữa là thành công nữa, đúng không? Lần thứ ba mình lên mình vớt bài nữa, thành công nữa. Thì đời quý vị cứ đi lên thành công hoài, đúng quý vị? Còn như Nhận Đức thì khỏi cần nói rồi, Nhận Đức là cái dạng mà gọi là chuyên nghiệp rồi, được fan này là dữ quá rồi, hiểu không? Ít nhiều gì tăng thêm chút nữa không ăn thua gì hết, mà càng giảng là càng hứng, đúng không? Người ta đều cảm giác vì nó là Phật pháp. Nhưng mà khi hát là lên quy tắc một bài,
phía sau còn những anh em chị em phía sau, người ta mà thấy mình hát quá hay, người ta kêu mình, phải đòi hỏi là cái người đứng vị trí sắp xếp như những đức là mờ hát mới được hát. Những đức mờ hát mới được hát. Tại vì chương trình là những đức đứng sắp xếp, những đức ngồi, những đức biết hết, quan sát Phật tử kỹ lắm. Những đức biết cái cảm giác người ta ngồi lâu làm sao, hiểu không? Nó cái cảm giác mình nhìn gương mặt lúc mình giảng người ta làm sao, rồi lúc mà một hai bài hát đầu người ta làm sao, cái thằng này nó lên hát nó làm sao, Phật tử ở dưới làm sao, rồi khi nó nói mấy câu xong là cái gì, cái tâm lượng mà cái năng lượng Phật tử nó giảm làm sao, rồi mày hát thêm bài là mày sẽ thất bại liền, ta nhìn ta biết liền, hiểu không? Đó, khi mà những đức mà mời ai hát thêm đó là bị yên tâm đi, người đó hát là thành công liền. Những đức biết công chúng nó đang cần quá, mà vì một là cái sức ảnh hưởng này nó quá lớn rồi, dứt thêm bài nó Phật tử vẫn thích. Đó. Giống như hồi trưa mà Kim Thoa hát hai bài hay, hai bài đó hay đó quý vị, ý nghĩa hay đó quý vị, hát mà duyên càng ngày càng dày đó quý vị ơi, hát duyên càng ngày càng dày đó. Tại vì cái duyên của con người đó nó khác, mỗi con người duyên nó khác quý vị nha, không có giỡn đâu. Mà thêm cái nữa là cái ca sĩ Quy gì đó, Trương Đăng Quy á, duyên cũng vậy, tuy không có biết nói gì nhiều, nhưng mà lên vớt bài xong đi, thấy không? Ừ, cứ vậy đó, vậy đó, mà mỗi lần đến là mỗi lần được á, không tệ đâu quý vị. Đó là kinh nghiệm nha quý vị, không giỡn đâu. Đó, nên cái thành công của con người là mình nhìn có được hoàn cảnh quý vị. Mình nhìn hoàn cảnh. Mình thành công là nhờ mình nhìn được hoàn cảnh đó. Đó, nên cái này là cái đặc sắc của một con người mình để thành công trong cái cuộc đời này đó. Nên có những cái nó nhiều cũng chưa chắc hay, mà có những cái nó ít quá cũng không hay nữa. Nhưng mà nó làm sao nó phù hợp, nó phù hợp là nó hay. Thấy không? Đó. Nên ngày mai ở bên kia là mình nghỉ đông dữ lắm, ngay chủ nhật luôn. Mà tại vì lễ nghỉ kỳ này quý vị, là ngày mai xong rồi còn nghỉ một ngày nữa, mà ngày mai lại ngay chủ nhật, ngày mai sẽ đông dữ lắm ở bên hộ pháp mình, quý vị ơi. Nhất bên hộ pháp càng đông dữ là đúng rồi. Tối nay ai mà ngủ đây thì ngủ đi. Ngủ đi à, mai qua sớm. Nên ngủ đi, ngày mai qua mình qua sớm mình tụng kinh là được rồi đâu. Nên là từ nơi đó mà mình không, mà ngày mai á nhiều chương trình ấy quý vị, mà ngày mai nhiều chương trình, mà có cái là nhiều ca sĩ. Nhiều ca sĩ nội mà cái thằng Quách Tấn Du thôi là nó có 3 thằng đệ tử nam không. Nam không à, thằng cứ hát bản không. Mà thật sự quý vị biết ấy, người ta đến người ta hát gì, nhưng người ta ngồi nghe mình giảng tiếng ngữ ngộ giỡn đâu, thấy thấy không, ngồi nghe mình giảng tiếng ngữ luôn. Thấy quý vị đó, cái đó là cái đặc biệt đó quý vị ơi. Đó, quý vị nhớ nè, hồi xưa giờ quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp cũng đông người, nghe không? Nhưng mà nhiều người ta nghĩ pháp môn tịnh độ này độ đàn bà con nít, mà tổ sư cũng nói pháp môn tịnh độ là độ đàn bà con nít, hiểu không? Bây giờ mình có duyên á, một số ca sĩ nổi tiếng mà vô hát, cho người ta hát đi. Đây là phương pháp để cho người khác thấy. Một số người ta cho tịnh độ tầm thường, độ đàn bà con nít á, nó nâng cấp lên thêm bậc nữa quý vị. Ta vẫn là ta mà, hiểu không? Mình luôn luôn làm chủ sĩ mà sợ gì, đúng không quý vị? Mình làm chủ sĩ mình muốn uống nhiều uống ít kệ mình, đúng không? Làm chủ sĩ muốn uống nhiều uống ít kệ mình đó, hiểu không? Vậy đó hay đó quý vị.
Không mà cả ai đi đến với mình cũng vậy chứ. Đi đến nhà người ta mà có chủ sĩ nó mới đúng. Chứ không lẽ mình đi đến nhà người ta mà mình làm chủ sĩ, mình thấy cũng không vui nữa. Nên ca sĩ người ta đi đến chùa mình, ta quý lắm quý vị ơi. Thấy rõ ràng ai đến cũng thích. Mà công nhận cái hội chúng mình là cái hội chúng số 1. Rõ ràng luôn. Đúng là cái người niệm Phật hay thiệt. Hay mà cái quý vị hay là do ông thầy ông chỉ quý vị hay. Ông chỉ quý vị hay đó. Vì thấy ông bị tu cũng được, bị niệm Phật cũng được, bị lễ Phật cũng được, quý vị đối nhan chữ thế được, bị gần chồng con được, bị lo lắng được. Mà ca sĩ hát quý vị cũng biết làm nóng nữa. Cái này mới hay. Không có quê mùa quý vị. Trời ơi, cái kiểu mà người ta lên người ta hát mà ở dưới mà. Mà gặp mỏ nhọn những đức nữa. Người ta hát lần thôi, người ta sợ thấy mồ, ai mà dám hát cái hội chúng đó. Còn bây giờ người ta lỡ người ta hát mà người ta thấy mấy bà mà. Người ta thích đó mấy vị ơi. Vì thấy không, người ta hát một bản là ta muốn hát nữa. Mấy này người ta hát thiện nguyện, người ta có lấy cắt bạc nào đâu. Mà người ta thích hát là quý vị biết là cái hội chúng mình đặc sắc. Nghe không? Mà hồi trưa cái thằng mà hát cuối cùng nó hát cũng hay đó quý vị. Ông sao mà ca sĩ đến chùa mình sao hát hay không quý vị ơi? Làm như họ vui thì sao mà hát hay không mà nghe. Nó hát cũng hay đó. Nhưng mà cái hay cái bài đầu tiên là dữ nhất á. Cái bài sau là nó ngoài chương trình. Thấy không quý vị? Nên nhớ nha, về sau là nó nằm trong chương trình đi nghe. Nằm chương trình là hay lắm nghe. Nằm chương trình là hay lắm ha. Nó giống như bây giờ quý vị ngồi đây nghe. Đi ngồi đây thì cái duyên đã ngồi đây thì ngồi đi. Cái nhân cái quả mình ngồi ngay chỗ này. Nhưng mà bà ngồi chứ bà lết lên kia ngồi, bà lết lên kia ngồi, bà sai. Lết tùm lum tùm la chỗ chứ, hiểu không? Bà ngồi đâu ngồi yên đi. Đó là tin sâu nhân quả. Đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta phải đọc 12 lời đại nguyện nè. Để phát nguyện sanh cực lạc nè quý vị ơi. Bây giờ về đây mà tu đông gì trong dịp tháng 7 này nghe. Mà tháng 7 là tháng cô. Cô đông lắm. Thấy không? Trừ chữ hồn đi. Tháng cô hồn là thiền đức kia cô á. Đông lắm, đầy. Bây giờ thôi, bây giờ người sống cũng phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không buồn giận ai để trong tâm nè. Vậy thì những vị mà mắt chưa siêu thoát nè, hương linh thai nhi nè, quán thăng trái chủ nè, hay hoặc là những người chết sông chết suối, chết vì tự tử uống thuốc sâu, hay là chết trong trận dịch bệnh gì về đây á nghe, buông xuống hết cái tâm hận thù nghe. Bây giờ nương vô bổ nguyện niệm Phật đi về cực lạc nè. Hiểu không? Phải về cực lạc nghe. Bây giờ chúng ta đọc nè 12 lời đại nguyện nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ,
kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con hoa xanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mình về đây mình tu tập mà ngày nào mình cũng phát nguyện vãng sanh gì chứ, cái tâm lực nó không đơn giản đâu quý vị. Thấy không? Đọc mà sao nó cái tâm lực nó phát lên dữ quá. Cái người mà ta mới đến chùa người ta cũng được phát nguyện quý vị. Thấy không? Nên á, lay quay rồi tới ngày lễ Trung Thu nè, Tết Trung Thu. Nhớ nghe, 16 tháng 8 âm lịch, dặn ông bà cha mẹ con cháu đến dự Tết Trung Thu cho ông bà cha mẹ mình vui quý vị ơi. Thấy không? À, ba chùa tổ chức luôn. Một buổi tối đó là ba chùa tổ chức, 5 giờ có mặt. Một là chùa mới, hai là bên đây, ba là bên hộ pháp. Đúng ngay ngày 16 tháng 8 âm lịch là Tết Trung Thu chùa chúng ta tổ chức. Thấy không? Tết Trung Thu xong lây quay tới lễ viếng Quan Âm Bồ Tát 3.000 lại. Phát nguyện đi quý vị. Thấy không? Đây là một cái pháp hội thù thắng. Được vô trong pháp hội này lại mà giảng sanh cũng xứng đáng. Thiệt luôn á. Chuyến này là đông dữ lắm nè. Cái chương trình này mà ai mà không đi là đúng là uổng. Quá uổng. Quý vị coi, quý vị lại xong 3.000 lại quý vị sẽ thấy. Hơ quá. Vơ vớ luôn. Bay dù dù. 3.000 lại. Nằm vào ngày 17, 18, 19, 20, 21. Nhớ 3 ngày nghe. 19, 20, 21. Tháng 9 âm lịch. 3.000 lại. Phát nguyện đi. Chuyến này phải đi cho bằng được. Hiểu không? Bây giờ đặt 30.000 cái máy nghe pháp rồi đó nghe. Kỳ này cái máy nó đẹp. 30.000 cái làm gì thiếu. Đặt 30.000 cái là không bao giờ thiếu. Chắc chắn luôn. Hiểu không? Đến lại xong tặng cho một người một chiếc máy nghe pháp. Đúng là kỷ niệm 3.000 lại. Không? Này đặc biệt lắm nghe. Bây giờ là trưởng đoàn rồi chuẩn bị đi. Phát động chương trình lên. Cái này dữ dằn nghe. Cái pháp hội này lớn lắm á. Thấy không? À, bây giờ là quyết chí gì cực lạc. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai về đầu rồi. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Tháng 7 này mà mình về mặc dù tu đông nhiều chi nhiều Phật
nó giảm pháp, rồi cuối cùng cho không sanh và cũng như vậy. Và đây là cái chuyến đi của mình xứng đáng với vị, nên chúng ta đem cái công đức này mà đến cầu an trên là vào đường cũ, nhờ ngày xây chùa mà chúng ta có nơi về tu học gì, và chúng ta đem công đức này cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị được hưởng cái công đức phước duyên này và gia đình được bình an hạnh phúc, biết tu hành biết nhiều phần để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức nào hướng cầu siêu cho phủ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi thì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, phủ vị vô danh hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện cho tất cả chư vị đều được tỉnh táo sáng suốt, biết đưa một bộ quyền niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong nhà Phật có câu dạy rất là hay: quan gia nên giải không nên kết, nên buông cái tâm hận thù đòi nợ. Đức Phật A Di Đà có lời nguyện, chỉ cần một chúng sanh nào nghe bộ nguyện Di Đà mà buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bộ nguyện niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà tiếp nhận chúng sanh trở về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn được niềm vui và không có khổ đau như khỏi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đăng Phật tự chúng ngã thiên tế nhờ cung, từ đồng viên phạm vương chứng tiên hoàng tự đồng, nguyện gì tự công đức ca võ cảm ơn nhân tiên. Ngã đăng dự Phật tự trai đoạn thành võ đạo, như đăng ngô tự chúng ngã thiên tế nhờ cung, từ đồng viên phạm vương chứng tiên hoàng tự đồng, nguyện gì tự công đức ca võ cảm ơn nhân tiên. Ngã đăng dự ngô tình giai cộng thành võ đạo, nhớ đăng cô hồ chung ngã kiên ti nhờ cung, tự tập viên thập phương nhớ đi cô hồ đồng. Nguyện gì tự công đức ca võ cảm ơn nhân tiên. Ngã đăng dự cô hồ giai cộng thành võ đạo, an một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà bà bị nhật gia hồng, an ngã ngã nắng tam bà bà bị nhật gia hồng, an ngã ngã nắng tam bà bà bị nhật gia hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến hiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến hiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi hương linh ơi, chiến sĩ nhận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, phú vị vô danh ngộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp á ai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại tự tại, A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật.
chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. Chúng ta đọc tam quy y xong rồi cả. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Pháp không đọa bàn sa, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Pháp không đọa bàn sa, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Pháp không đọa bàn sa. Chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ vỗ tay để thả chiên nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta xuống trên đường để chúng